hôm nay là mình đã học xong cái phần báo cáo tài chính nhá, đúng không? Thì chị muốn trao đổi em thêm một số khoảng 3 đến 5 phút thôi, là để gọi là chia sẻ cho một là các học viên khác, để người ta, để các bạn ấy gọi là tham khảo thêm khóa học của bên chị, được chưa? Hai là để chị báo cáo về trung tâm về cái việc khóa học của chị đã gọi là gần xong nhá. Ừ. Thế thì chị hỏi em một số thông tin này, mình ở tỉnh nào nhỉ? Dạ em ở Bình Thuận chị. À ở Bình Thuận đó, tại vì thông cảm với chị, tại vì cũng nhiều học viên khóa đôi khi chị quên á, có khi mình nhắc với chị rồi đấy, được chưa? Là thứ hai nữa là về công ty của em, là vợ chồng mình có công ty về sản xuất mặt hàng gì em? Dạ các thơm chị. Xuất khẩu đó. Hả? À, về mặt hàng bên thực phẩm đúng không? Đúng rồi. Ừ, rồi chị nhớ, tại vì là đầu cái chương trình học thì em có nói, đúng không? Rồi lâu lâu chị cũng quên, tại vì là em thì em học lên giáo trình sản xuất bên thực phẩm cá cơm đúng không? Có xuất khẩu nhỉ? Đúng không? Ừ. Nhưng mà tại vì là mình hôm đấy là mình học chuyên ngành khác, mình không học chuyên ngành kế toán, thành ra là không tự tin. Thành ra là có mình là học về bên mình học với chị là học về bên một công ty khác cũng về sản xuất, cũng có xuất nhập khẩu ở bên may mặc đúng không? Ừ. Nói chung công ty thì khác nhau nhưng quy trình thì cơ bản là giống nhau, đúng không? Đúng không? Thì hôm nay là chị em mình đã xong cái bộ báo cáo tài chính gồm có 7 loại, thì em cho chị biết vài thông tin là mình có nắm rõ bản chất, nắm rõ cái quy trình mà chị đã dạy mình hay chưa. Đó. Quy trình kế toán gồm những cái gì, hàng quý, hàng tháng này, hàng quý này, rồi cuối năm ra làm sao á? Em có nắm vững không nhỉ? Ừ. Nói chung tự tin hơn không? Tự tin hơn khi chưa học không? Ừ. Nói chung là cái chương trình học thì tại vì mình chưa học đến chứng từ của công ty, cho nên là nếu mà bảo 100% thì chưa phải. Đấy là chỉ nói thật như thế. Bởi vì mình đang học công ty khác, nhưng mà mặc dù là vẫn là sản xuất rồi vẫn là xuất nhập khẩu đúng không? Công ty em có xuất nhập khẩu đấy. Thì quy trình nó như thế, nhưng mà bảo là 100% thì cũng chưa phải. Nó khoảng được 70% thôi, 70-80% thôi. Nhưng mà cơ bản là nắm hết rồi. Còn mà chỉ cần thực hành. Ừ, cố gắng nhé, cố gắng đến cái vòng một buổi chị hướng dẫn về cái chứng từ sổ sách nữa là em đã bắt tay vào cái việc là lấy chứng từ công ty mình rồi nhé. Hiện tại là em đang thuê kế toán, thành ra em là có thể là tự tin bảo với anh xã nhà mình đó là thu thập chứng từ của kế toán để đưa cho em bắt đầu làm việc rồi. Tại vì không làm việc thì có thể là chưa, nhưng mà em bắt đầu va chạm cho thực hành luôn phần mềm Misa chị đã dạy em luôn á, được chưa? Để là sau này là chị rất là mong đến cái đoạn là em bảo với chị ơi là hôm nay là em lấy chứng từ công ty về rồi, thế là chị hỗ trợ em là vướng chỗ này chỗ kia chị hỗ trợ em, cái đấy chị rất thoải mái thôi, chứ không phải học xong là xong đâu nhá. Ừ. Rồi thế có gì cần bổ cứu chị trong quá trình dạy không, về giáo viên này, về giáo trình này, để về thời gian học này, có cần về chị chấn chỉnh gì không để chị rút kinh nghiệm nhá, cái đấy thoải mái thôi em ạ. Dạ. Thì có gì thì em giúp đỡ lẫn nhau, người này sắp xếp được thì hỗ trợ dần, nhiều khi ứng phẩm. Ừ, có cần bổ cứu chị về cái vấn đề gì về giáo viên không? Có cần phải rút kinh nghiệm gì không để mà chị có thể là dạy tốt hơn á? Dạ không, em thấy chị là tận tình quá trời luôn. Ừ, rồi chị cảm ơn nhé. Dạ, cái gì không nhớ lại hỏi gì. Rồi, ok nhá Trí, chị cảm ơn nhé, em lo con cái đi nhá. Thế mai còn một buổi cuối về chứng từ thì chắc là 9-10 giờ gì đấy em rảnh thì em cơm nước xong á, buổi sáng xong thì em nhắn chị rồi mình học nhá. Ừ, rồi ok em, chị chào em nhá. Ừ, rồi ok.